Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Pha-ri-siêu dụ ngôn sau đây: Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chóc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tận đằng xa và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: Lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: Con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi, còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: Chúng đã có Mô-xê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: Thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp: Mô-xê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại họ cũng chẳng chịu tin. Đó là lời Chúa. Bạn có biết ông Phú Hộ đã phạm tội gì mà vừa qua đời xong, ông đã bị đày ngay xuống âm phủ như vậy không? Có người nói rằng bởi vì ông ta phạm tội giàu. Bạn nghĩ sao? Giàu là một cái tội hả? Bộ cứ hễ ai giàu có, sung sướng và hạnh phúc ở đời này như ông Phú Hộ, thì khi chết sẽ bị đày xuống âm phủ sao? Tôi không nghĩ như vậy. Bởi vì tôi thấy Kinh Thánh ở trong sách Sáng Thế cũng như là sách Sử Biên Niên ghi lại rằng tổ phụ Abraham là một người rất giàu, ông có nhiều súc vật và vàng bạc. Còn vua Salomon nữa, ông là người trội vượt hơn tất cả các đế vương trên mặt đất về sự giàu có và khôn ngoan. Đó là chưa kể tới ông Job, ông Jacob, vua David nha. Họ toàn là những người giàu thôi. Như vậy rõ ràng giàu không phải là một cái tội. Ông Phú Hộ bị phạt xuống âm phủ là vì một cái tội khác, chứ không phải là tội giàu đâu. Bạn nghĩ sao? Ông Phú Hộ bị phạt là bởi tội gì? Theo tôi, ông ta đã phạm tội ích kỷ và keo kiệt. Thật vậy, dụ ngôn kể lại rằng khi còn sống, cái ông Phú Hộ này đã biết anh Lazaro rất là rõ. Bằng chứng là dưới âm phủ, ông ta nhìn lên và ông ta nhận ra ngay Lazaro. Cho nên ông mới nói: Lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát. Ông biết anh Lazaro, biết tên, biết tuổi, nhìn thấy anh ta bị mụn nhọt đầy mình, và chắc chắn ông ta đã thấy mấy con chó đến liếm ghẻ chốc của anh ta. Nhưng ông ta tỉnh bơ, ông không hề tỏ lòng thương xót và cũng chẳng cho anh ta ăn những mảnh vụn mà trên bàn rơi xuống. Bạn thân mến, nếu bạn đồng ý với tôi rằng ông Phú Hộ kia phải chịu cực hình và
phải đau khổ vì ông ta đã sống ích kỷ và keo kiệt, thì bạn và tôi hãy tránh, đừng đi vào vết xe của ông ta. Hãy cố gắng sống rộng rãi, quảng đại, biết quan tâm tới tha nhân, bắt đầu từ những người ở trong gia đình của mình. Là con cái, xin hãy phụ giúp với ông bà cha mẹ những chi tiêu phải ăn uống, điện nước, thuế má, sửa chữa, mua sắm. Đừng hoang phí tiêu xài quá mức, cũng đừng xài đồ chùa của cha mẹ nữa, tội lắm. Hãy chia sẻ những gánh nặng của cha mẹ của bạn. Là giáo dân, bạn hãy ghi danh gia nhập vào giáo xứ, dùng phong bì dâng cúng đóng góp cho giáo xứ một cách thích đáng, đóng góp cho giáo hội một cách tích cực, vui vẻ và rộng rãi. Nếu mỗi người trong giáo xứ đang đi làm mà mỗi tuần dâng cúng cho giáo xứ một dừa lương thôi, thì tôi tin chắc rằng giáo xứ của bạn sẽ có đủ tiền để chi trả cho việc bảo trì, sửa chữa, cho điện, cho nước, gas, rác, bảo hiểm, vân vân. Và tôi cam đoan các linh mục sẽ không bao giờ nói đến tiền ở trong các bài giảng của các ngài nữa. Bạn có nhớ 5 điều răn của Hội Thánh không? Thứ 5, góp công, góp của xây dựng Hội Thánh tùy theo khả năng của mình. Xin đừng dâng cúng theo cái kiểu bố thí cho Chúa hay làm phúc cho nhà thờ. Nhưng bạn và tôi phải nhớ rằng đây là bổn phận và trách nhiệm của chúng mình. Giáo luật số 222 nói rất rõ. Các tín hữu có bổn phận chu cấp cho các nhu cầu của giáo hội, để giáo hội có sẵn những gì cần thiết hầu sử dụng vào việc phụng thờ Thiên Chúa, các công tác tông đồ và bác ái, và việc trợ cấp xứng đáng cho các thừa tác viên. Các tín hữu có bổn phận cổ võ công bằng xã hội, cũng như dùng tài sản riêng để giúp đỡ cho những người nghèo theo lệnh truyền của Thiên Chúa. Sách Huấn Ca khẳng định rằng người hào phóng lại được thêm giàu có, kẻ hà tiện lại lâm cảnh túng nghèo. Nếu bạn và tôi quan tâm và rộng rãi quảng đại trong việc chia sẻ, bố thí, giúp đỡ cho giáo hội và cho tha nhân, thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ ban lại cho chúng mình gấp trăm và gấp ngàn lần cho mà xem. Ngài không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của chúng mình đâu. Chúa Giêsu đã nói, anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Ngài khẳng định rằng sống rộng rãi và quảng đại, thì ngay đời này bạn và tôi sẽ càng ngày càng giàu có thêm, cả về vật chất lẫn tinh thần, và giàu về linh tình người nữa. Nhất là đời sau, trong ngày phán xét chung, Thiên Chúa sẽ âu yếm nói với những kẻ khi còn sống đã rộng rãi cho đi và quảng đại trong việc chia sẻ như thế này. Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc soạn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì khi xưa ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta khách lạ các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù các ngươi đến hỏi han. Bạn có tin rằng khi bạn và tôi đối xử tử tế, quảng đại, rộng rãi, biết quan tâm tới những nhu cầu của tha nhân, bất kể người đó là ai, thì ngay ở đời này và nhất là đời sau, Thiên Chúa sẽ ân thưởng và trả công bội hậu cho chúng mình không? Nếu bạn tin, thì xin hãy quan tâm đến tha nhân, đến giáo xứ, đến cộng đoàn. Xin hãy quảng đại cho đi và dâng cúng rộng rãi một chút. Còn nếu cứ dửng dưng lãnh đạm, keo kiệt và ích kỷ như ông Phú Hộ kia, thì có ngày bạn và tôi sẽ cùng chung số phận với ông Phú Hộ đó. Ở đó bị lửa thiêu đốt khổ lắm, không dễ chịu chút nào đâu. Hồi chúc bạn một tuần lễ thật vui, bình an và mạnh khỏe.